Chào mừng tất cả các bạn đang theo dõi kênh Tử Vi Phong Thủy Quỳnh Nhung. Lời đầu tiên mình xin gửi tới các bạn những lời chúc sức khỏe, may mắn, thành công và tài lộc. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn video năm 2024, 4 tuổi dính sao Thái Bạch, quét sạch nhà cửa, ngồi không cũng dính nạn mất tiền, cẩn thận trắng tay. Trong tử vi năm 2024, những con giáp này vướng sao Thái Bạch nên thận trọng kẻo sôi hỏng bỏng không. Một, sao Thái Bạch là sao gì? Sao Thái Bạch còn được gọi là kim tinh. Đây là một hung tinh và được cho là sao xấu nhất trong 9 sao chiếu mệnh. Người bị sao Thái Bạch chiếu mệnh trong năm thường sẽ làm lễ cúng giải hạn để giảm bớt những điều không may mắn, không thuận lợi. Về đường tài lộc, trong năm 2024, những tuổi nào mà dính phải sao Thái Bạch thì nên nằm im chờ thời, bởi vì trong thời gian này bạn không được may mắn lắm. Nếu bạn càng mạo hiểm, muốn nhanh chóng làm giàu thì càng dễ vướng phải những điều xui xẻo dẫn tới trắng tay. Đặc biệt những người gặp sao Thái Bạch còn dễ vướng vào tranh chấp kiện tụng nên càng cần phải cẩn trọng trong việc làm ăn nếu không muốn hầu tòa. Về đường kinh doanh thì năm 2024 những ai gặp sao Thái Bạch thì làm đâu mất đó, thậm chí càng làm càng mất. Những người tuổi này nên thận trọng đừng mạo hiểm. Cách tốt nhất là trong năm nay bạn nên làm tốt những gì mình đang có. Đừng dại dột mà muốn thay đổi số phận, bởi vì đây thật sự không phải là cơ hội tốt dành cho bạn. Về tình cảm, trong năm này, những người dính sao Thái Bạch dễ xảy ra mâu thuẫn tranh cãi với một nửa của mình. Vì vậy, hai bạn nên thấu hiểu cho nhau. Hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để chia sẻ. Đừng chuyện bé xé ra to, khiến đôi bên rạn nứt không đáng có. Hung vận của sao Thái Bạch rất đáng sợ. Người bị sao chiếu mệnh không thuận lợi trong công việc, dễ hao tài tốn của, bị tiểu nhân quấy phá hay vướng vào lao lý. Ngoài ra sức khỏe cũng bị ảnh hưởng xấu, dễ ốm đau bệnh tật. 2. Bảng sao chiếu mệnh sao Thái Bạch năm 2024. Với nữ mạng bao gồm các tuổi Mậu Tý 2008, Kỷ Mão 1999, Canh Ngọ 1990, Tân Dậu 1981. Những con giáp này nên thận trọng trên con đường làm ăn buôn bán trong năm 2024, không nên đầu tư làm ăn mạo hiểm, dễ gây phải kẻ gian, lừa lọc, khiến rơi vào tình trạng trắng tay, tán gia bại sản. Đặc biệt trong năm này, những tuổi này không nên tranh chấp với bạn bè đồng nghiệp, kẻo dễ gặp phải những điều tai bay vạ gió, khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn và khó lòng phát triển được sự nghiệp như mong muốn. Trong tình cảm, những tuổi này đừng nên chuyện bé xé ra to, kẻo dễ tạo điều kiện cho người thứ ba chen chân vào cuộc sống của hai bạn. Trên đây là những chia sẻ được tổng hợp từ các chuyên gia tử vi phong thủy về năm 2024, 4 tuổi dính sao Thái Bạch, quét sạch cửa nhà, ngồi không cũng dính nạn mất tiền, cẩn thận trắng tay. Với những chi tiết trên về luận giải tử vi phong thủy, hy vọng sẽ giúp được các bạn biết thêm chi tiết về mức độ xung hợp trong phong thủy nhằm đem lại những điều tốt đẹp, may mắn đến với cuộc sống của các bạn. Chúc các bạn luôn có cuộc sống vui vẻ, hòa thuận và hạnh phúc.